Chào chú. Chào chú. Mấy anh nói chị vô quá trời luôn. Mấy chị đi mua gì chưa? Giữa với trứng rửa có khác nhau. Thấy họ ở đây chưa? Anh quay lên mình kiếm chỗ nào mình gửi em đi được, anh không quay em còn gửi không được anh quay. Gửi qua Mỹ luôn. Ăn ngon lắm cô, để chứ ngon lâu lâu về nhớ lại mình ăn nó ngon lắm. Bắp này bắp nhà của cô luôn. Cái hàng thật đó, ta ngủ chưa? Con ta có đi học. Dạ dạ dạ. Còn một tuần được ngàn uống nước á. Chưa bán lợi đó con ơi, già dạ, rồi phải bán bảy đó kiếm có tiền à. Mua thuốc cái qua lưu chiên và ăn đó. Nhỏ nhỏ á, bí con nhỏ nhỏ luôn. Em biết nhỏ chứ cái nào cũng nhỏ nhỏ luôn. Dạ. Anh cho em bán cái gì cũng nhỏ nhỏ không ạ? Kéo nhà. Dạ kéo nhà. Con mốt con vẹn ở kéo nhà con đi mua nếp mỗi ngày luôn. Mến chào cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Thế Vlog. Giờ Nghĩa đang có mặt tại thị trấn Mỹ Luông đây cô chú anh chị bạn. Thì phía trước cô chú anh chị bạn là cái con đường lộ này, con đường lộ ngoài. Cái này là hướng lên chợ mới nha cô chú anh chị bạn, hướng lên chợ mới. Còn phía tay phải Nghĩa, phía tay phải Nghĩa là trung tâm thương mại thị trấn Mỹ Luông. Đây là cái trung tâm mới, đây, trung tâm mới cái chợ mới được giờ thì bên đây. Còn cái chợ cũ thì ở phía sau lưng Nghĩa. Để cũng có phía sau lưng nữa làm sao thì được cái chợ được giờ về bên đây đưa cô chú anh chị các bạn. Đây là cái trung tâm thương mại nè, trung tâm thương mại thị trấn Mỹ Luông. Rồi hôm nay Nghĩa sẽ mời cô chú anh chị các bạn cùng Nghĩa đi vào bên trong chợ để review về ngôi chợ Mỹ Luông này thưa cô chú anh chị các bạn. Thì đây là một ngôi chợ thuộc quyện chợ mới tỉnh An Giang. Ở chợ Mỹ Luông nè, đây là những cái đây là thị trấn Mỹ Luông cô chú anh chị các bạn. Con đường phía trước Nghĩa là con thì chúng ta đi vô trong đó, Nghĩa đi vô trong đó thì quẹo tay phải vô sẽ là đi vô trong nhà lồng. Thì trong đó sẽ có nhiều cô chú anh chị bán rau củ cá thịt và những cái mặt hàng đặc sản của chợ Mỹ Luông đây ạ. Rồi bây giờ Nghĩa sẽ mời xin mời cô chú anh chị các bạn cùng theo chân Nghĩa đi vào trong chợ Mỹ Luông nha. Dạ. Đây cô chú anh chị, đây phía trước Nghĩa này, cái con đường này con đường sẽ đi xuống cái nhà lồng chợ đấy. Ủa bên đây cũng có những cái hoa kiển đây, ở đây bà con mình trồng những cái xương rồng này, xương rồng cô chú. Còn phía trước này là những cái quán, những cái tiệm tạp hóa
hoa của mấy cô đây từ trước. Rồi đây đã gần tới cái nhà lồng thì cô chú anh chị các bạn, hai bên thì bà con mình bán quần áo nè, bán cặp, bán dây nịt, bán dây dép, còn cái nhà lồng thì nằm ở phía trong. Ở bên ngoài thì bà con cũng bán rất là nhiều đồ. Thì hôm nay là chợ chủ nhật đây cô chú anh chị các bạn, thường như những chợ chủ nhật thì sẽ đông hơn nha, đông hơn những ngày thứ, cho nên là cô muốn vừa, cho nên là Nghĩa hôm nay về đây hy vọng là người chợ này sẽ rất là đông, rất là vui đây ạ. Một buổi sáng thì được Nghĩa thức chia sẻ từ ngày tới anh ngồi quán là sáng đó, thì anh nói là chợ ở đây thì tầm hơn 7 giờ mà con mình mới đi chợ. Hoặc là những cái chợ khác, những cái quyền khác thì Nghĩa đi thì tầm khoảng 6 giờ là bà con mình rất là nhiều, 6 giờ, 5 giờ, 6 giờ cũng rất nhiều. Nhưng mà chợ hôm nay thì Nghĩa thấy ở đây được chia sẻ thì hơn 7 giờ, cho nên là giờ này cũng đã 7 giờ nữa rồi. Quay những hình ảnh dẫn của chú các bạn đó. Đây là bông hoa của chú anh chị, có những cái hàng quán của mấy cô. Cho tôi một bánh tạm không con? Cô bánh tạm. Chợ mình lấy ngoài. Chợ lên ngoài. Cô bánh tạm ngon quá trời lên. Cô bán bánh tạm. Bánh ướt. Bên đây là có một cái quần trái cây. Quần trái cây có tiện là bánh ơi. Bánh tạm ngon quá trời lên. Bánh tạm ngon quá trời lên. Có một cô đang bán khoảng cầu, khoảng cầu ba mà cái khoảng cầu quá trời ngon luôn. Cô đi quay phim đây cô, cầu nhà mình hả cô hả? Ừ, quá trời cầu ngon luôn. Dạ con quay YouTube à. Mở ngón ra đi. Trứng nó ngon quá trời, thường mấy cái trứng nó sẽ nở gai ha cô ha. Dạ. Dạ. Cô trồng được nhiều không cô? Trồng mấy chục cân, mấy chục cân bán cầu lắm hả? Dạ. Rồi của cô mấy chục cân bán cầu luôn nè cô chú anh chị. Cái này dễ trồng không cô? Trồng thì cũng dễ. Dạ. Biết trồng thì được, trồng thì cũng thích. Dạ. Rồi của cô. Dễ hơn mấy cái cây kia. Rồi. Của cô là bán lẻ vậy không hả cô? Ta vô chưa kịp cái chính mình đem ra anh bán. Quá trời nhiều thấm không kịp thôi. Dạ. Cá ăn nhóc hết trơn. Quá trời. Dạ thôi con chào cô đi. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Cái này là bánh gì cô? Bánh bèo. Bánh bèo. Bánh bèo, bánh khoai mì. Bánh bèo, bánh khoai mì. Cà na vô bọc rồi cô chú. Bánh này lạ quá. Cô có bán bún không? Bánh hỏi nè. Dạ. Quay ngoài bánh bèo. Đây là cái quầy của cô đây cô chú anh chị. Cô bán bánh bèo. Bánh bèo rất là lạ luôn. Này đi. Cái này là đặc sản của An Giang hay sao hả cô hả? Dạ. Thôi con không biết. Dạ. Thôi con cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô mua mai bán đắt ạ. À. Đây có cô đang bán trái cây cho cô chú anh chị. Giờ sẽ đi vào trong nhà lồng. Món bông rất là nhiều. Đây những cái hoa này cô chú anh chị, hoa trời bán hoa nhiều hôm nay này, chúng những thịt trời sẽ đông. Đây là những cái đồ giấy mà cái đồ giấy của mấy cô mấy chú bán này. Kia là cái tàu hủ tương hộp, thì mình về quê hương An Giang cô chú anh chị có thể hoàn tượng này là cái chú đạo
cho nên là những cái đồ chai sẽ được bày bán rất là nhiều. Nước vô bọt cây sẵn hết trơn kìa. Cái này của nhà mình không mua, về anh bán lại cô. Mua lại bán lại. Dạ, cô bán lại nha. Cô gọt cây sẵn hết trơn thì quá trời tiện luôn à. Ngày bán được 40-50 kg gì không cô? À? Ngày bán được mấy chục ký không? Ngày bán bao nhiêu à? 40-50 ký à? Dạ, ngày bán 40-50 ký nha. Dạ thôi con cảm ơn cô nhiều. Dạ muốn giờ ấy lắm bán chậm. Dạ, giờ bán chậm thôi cô ha. Bữa nay chủ nhật ta đi đông hả cô? Dạ. Dạ. Rồi chào cô con đi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Chú có ý kiến gì nói giúp đỡ cho Phương Hằng thì chú nói. Rồi chú nói thoải mái đi. Chú mong gì hả cô Hằng? Bà con đợi ông nội. Chú này chú cũng xem thông tin nhiều nên mới biết cô Hằng nè. Ôi cô chú. Dạ. Chú có muốn nói gì cô Hằng không? Rồi giờ cô chú nào vừa bán nha. Dạ. Yeah. Cô chú này đi vô chợ gặp chú cũng biết đến cô Phương Hằng rồi cô chú anh chị coi. Bên đây có cô bán trứng nè, bán đường thốt nốt. Đây là bán muối, trước mình còn mua bán rất là nhiều. Ở đây có những cái khô. Châu rất là nhiều, cô bán cái khu gà. Đây là rau. Thôi con đường này là đi xuống mấy sông chưa chú. Thôi con đường đi xuống mấy sông thì các chợ nào ở đây cũng nói được đôi chút. Từ những cái chợ nào cũng có một cái sông, cái sông gắn liền với cái chợ ngày xưa mà con mình đi. Đi chợ là con đường sông đó chú. Rồi về nghĩa cho vô trong nhà lòng. Chị ơi, chị em quay nghe chị. Ồ, cái bánh này bánh con chuột. Nhiễm hả? Cái bánh nó kêu bánh gì chị? Chị cũng kêu bằng bánh nhiễm. Nếu mà không có hai con mắt thì kêu bằng bánh sầu riêng. Kêu bằng tên gì cũng được. Dạ, không có hai con mắt thì kêu bằng bánh sầu riêng. Còn có thì con nhiễm. Đại gác kêu cho nó đẹp. Ờ, mà mấy bạn nhỏ thích lắm á. Còn ở trong này là bánh ninh hả chị nha? Dạ. Bên đây có bánh bò nướng. Cái này là cơm rượu hả chị? Cơm rượu. À. Chào chị em đi nha, chúc chị mua mai bán đắt à. Đây có cô bánh mắm, thì chú anh chị chiều lên An Giang thì chúng ta bắt gặp mắm rất là nhiều luôn. Chú anh chị có thể thấy mình là mắm mắm sạch. Ôi, trong này quá trời sâm tụ luôn chú anh chị. Còn con mình mua bán rất là đông luôn. Mình nghĩ như xuống cửa cá thì nằm ở phía sông mình cho chú anh chị coi. Đây. Bài thiền đi thôi. Mày mở cái trăng ra đây. Dạ. Cậu lên. Cậu đem cái trăng đâu thấy đâu à. Mở ra. Mở ra. Cậu lên. Trời ơi, cái này chú dưa. Cái này dưa hả con? Cái này dưa, dưa hấu. Bán đồ nhỏ nhỏ trên kinh rồi, như nhỏ nhỏ. Bí con nhỏ nhỏ luôn. Em biết con nhỏ nhỏ trên cái leo cũng nhỏ nhỏ luôn. Dạ. Nói chung em bán cái gì cũng nhỏ nhỏ thôi mà không có gì bự chứ. Ờ, có mắm luôn. Đây là ở dưới cái phòng. Dạ. Cái gô đồng hả chị? Cái gô đồng anh lắp đồng chị ơi. Ờ, chị lắp cái gô đồng. Hay miền Tây gì? Dạ của em là kênh Nghĩa Phước Vlog. Dạ. Em đi qua chợ. Dạ. Qua Tết là chị bán được nhiều không? Bán ấy qua chợ cái này gì đâu bán trăm
gì anh ơi. Dạ. Cái bỏ mấy chiếc cái chiếc kìa. Mắc bỡ bỡ con cá, mắc bỡ con cá. Cá này cá gì cô? Cá cóc. Cá cóc á. Cá cóc á. Kèo quay bà đó, kèo bà đó không? Tao thấy là lên trực tiếp không kìa. Ồ, cá cóc này cá 5kg à. Cá 5kg. Ủa trời. Mà có thiếu không thắng là 5kg không? Vậy em nghe chị. Trời ơi, cô bán cá, cô bán cá cô vui quá trời luôn. Cá này là cá thu ra làm không đó. Dạ. Đi mà chăm nướng nha. Cá dinh nướng đi. Cá dinh nướng đi chị. Cái bạn nướng cá dinh nướng. Cá dinh nướng đi dinh nướng. Cá này cá chốt hả con hả? Cá chốt vậy rồi cá phèn. Anh cốt. Trời ơi. Cá hết. Mình bán đồ đồ xong đồ đồng không? Là bán đồ đồng không đó, ở đồ sông không đó. Dạ. Yeah. Cá này là cá giữa trà nè. Dạ, yeah, cá là giữa trà. Con cảm ơn cô nhiều nha. Yeah. Chúc cô mua mang bán đắt à. Bên này có... Đây có cơ hồng tông, cái thủ vô cái kè. Hồng tông, cái thủ vô cái kè. Cá này có một dòng sông Mỹ luôn. Cá này chắc hay hay vậy? Cá có một dòng sông Mỹ luôn. Cá lưỡi trâu, cá lưỡi trâu, cá quá trời bự luôn. Bự quá trời luôn, con kia là cá ngùi, cá ngùi dâm. Cá gì vậy chị So? Con chào bà, cho con xin quay nha bà. Dạ. Dạ. Ôi bà làm tép đó bà. À làm tép. Dạ. Bà bán cá bán tép quá trời nhiều. Cái này mình mua mình bán lại đó bà. Mua bán lại đó con ơi, già rồi không phải bán bậy đó, kiếm có tiền à. Mua thuốc cái qua Long Xuyên bán hàng tháng đó. Dạ. À. Qua Tết rồi bán được nhiều không bà? Dạ. Ôi. Sao lúc này con đi chợ ai cũng thân hế chứ. Dạ. Bán thì cao thì mấy cá dạ, lúc này xăng lên cái gì cũng mắc mà dạ, mình cái gì cũng mắc dạ. Bắt luôn trăm này coi nhiêu rồi đưa bé trăm ba nãy rồi dạ đó là 113 cái đó là cho thêm nữa. Dạ, kéo bên nhà. Con 11, 11 con về ngỡ kéo bên nhà con đi mua tép mỗi ngày luôn. Dạ, cô bán 100 gram cô nhớ hút giúp cô cho thêm. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô là mua hai bán đắt cô à. Ô em trai. Cái này là mình nhậu cái gì em? Cá chả hả? Cái này là cá gì mà làm chả em? Mình nhậu cho nó dai hả? Chả cá là cá gì anh? Nó giảm không? Không sao đâu. Dạ. Thoải mái đi. Dạ. Rồi, cô bán cá chê. Ủa cái cá này cá chê hay con? Cái này là cá ngát đó con. Cái này là cá hú nè. Cái này cá chóc nè. Cá ngát nè, hú có gì là cá chóc. Cá ngát là thường ta nấu ăn chua ăn con ha. Cá ngát nấu ăn chua đó con ơi. Cá tiêu. Cá ngát là thường nói dưới sông của chú anh chị. Cá ngát là cá sông nha. Cá sông luôn nha. Dạ. Bữa nay chợ chủ nhật bán được nhiều không cô? Đó luôn, bán rồi. Dạ. Rồi còn có bán cá nữa. Làm cá chả cá. Dạ. Dạ thôi con chào cô con đi, chúc cô mua mang đắt à. Dạ. Dạ. Cô vui quá trời vui luôn.
đồ lô gục rồi không lịch sự là khách lại nhà. Ôi cái này là cái gì cô? Ôi chả lụa của cô nè. Chào chú đi. Ôi chả lụa mình vô cây mình cắt cái đâu mình bán cái đó cô hả? Cái này mình bán ký bán miếng luôn. Ký 100g thì cái nó tùy khách hàng. Dạ. Mua nhiêu bán nhiêu. À, cái này mình của ăn người ta ăn mặn ăn chay con. Dạ, trời ơi. Mỗi một cái chợ nó sẽ có một cái khác biệt. À, đúng rồi. Ở đây thì cô có cái này kêu bằng mình kêu bằng chả lụa hả con? Chả lụa, chả quế rồi. Dạ, chả lụa quế. Dạ, rất là lạ luôn, chú anh chị bạn thấy không? Đó, chả lụa mua vô. Ba tê chả lụa anh em đồ vậy đó. Dạ. Anh trước anh em ba tê đồ. Mình trước có bán đồ chay nè cô. Mình trước cô bán đồ chay nè, có tàu hũ rồi nè. Dạ. Rồi. Dạ thôi con chào cô đi, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Chúc cô ngày mới vui vẻ. Bên đây rồi có chị bán rau. Rau bán đu đủ. Cái này là cải trời không? Cải trời. Cải trời. Cải rau má. Cua. Trời mình coi rau má rồi cua bán rau rau đồng rau vườn rau muống. Dạ. Bên đây có rau muống có chuối luôn. Dạ của em là Nghĩa Phước Vlog à. Trời ơi chuối này bán đu đủ mới chơi đủ quá trời ngon luôn rủi trứng cây. Dạ. Dạ thôi chào cô đi nha. Dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ. Bên đây là mấy cô với bông súng rồi đó, bông súng rồi rau rất là nhiều. Đây có một cái sạp khô. Sạp khô, sạp lạp xưởng. Rồi bán ốc bán hến. Không có tiền. Bà bán rau vườn đó bà. Rau vườn đó. Dạ có này rau rau đắng. Rau đắng. Còn này ở đây mình kêu bằng cù nèo á tay tưởng bà. Rau đắng. Tay tưởng. Em mua bữa em vẫn mua vậy. Em quay cái chuyện bỏ đi nữa đó. Quay rồi quay quà. Bên đây có bóng tử. Lên nhìn đẹp quá ha. Rồi, chị nhìn nào. À, đẹp không? Con khô gì cô? Cá khô cá mối con. Dạ cá mối với cá hộp trắng. Dạ này khô cá dứa. Nó khô cá dứa nha. Dạ bữa nay chợ chủ nhật bán được không cô? Bữa nay em chợ này nó nhóm chưa không mà con khám phá cái này chúng ta mới nhóm rồi. Dạ ờ, chợ này nhóm nhóm trẻ con ha. Nhóm sớm mà người ta đi chợ chợ. À, bà con mình đây giống sớm mà người bà con đi ở vườn đi chợ trẻ. Đi hơi trễ đó là. Dạ. Bữa nay là sao biết không? Chủ thật đó, ta ngủ chưa? Con ta có đi học. Dạ dạ dạ. Còn một tuần được ngày ngủ nướng á. Thôi dạ con chào con đi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Rồi con kia đó, cô bắt hết rồi chú anh chị. Đây,
con cá này cá gì nhỏ nhỏ con. Dạ. Con cá mòn. Cá mòn. Rồi. Cô chú anh chị đây nè. Con cá mòn. Cái mỏ con chợ đó có con cá lạ lạ. Trời ơi, con cá mòn. Con ăn gì chưa? Con ăn gì chưa nói chú nghe. Chưa ăn chú mời con vô quán ăn nè. À, ăn không? À, không trả lời, không thèm trả lời. Càng nhiều quá ha. Trời ơi, con nằm rồi. Cho con nằm đây, trời ơi. Đây bữa nay có bạn hàng nhỏ nè cô chú anh chị. Rồi sao con mời khách vô mua sao con? Con mời sao? Con mời sao con người ta vô người ta mua có đồ của con? Biết mời không? Không biết hả? Rồi sao sao? Tính làm gì đây? Tính múa gì? Đây có cô bán bắp rồi cô chú anh chị. Ủa cái này sao mình phải lột ra thôi cô? Cô lột ra dễ bán hơn. Dạ, mình lột ra mình căn ký mình bán cô hả? Dạ, ăn tiện hơn. Cô ơi, cái này hồi đó kiểu như nhà còn khó khăn đó. Chồng bắp cái con lột cái này con bỏ vô cái nồi cơm. Bỏ nồi cơm mình vô gạo, bỏ nồi cơm cái con nấu luôn. Nấu luôn cái con xịt nước tương vô con ăn vậy đó. Mấy năm trời luôn, không có tiền mua thịt. Mở được đường là lãi dễ rồi. Dạ thôi con chào cô đi, cảm ơn cô nhiều nha. Quay phim đưa tôi lên trên thế giới nha. Dạ, đi ra nước ngoài luôn. Nước ngoài thấy Việt Nam có món bắp lột ra sẵn nè. Bí nhỏ nhỏ nè, cái bún hồ lô, cái trái cà đẹp quá trời luôn. Mày bé A đưa bé A lên YouTube luôn kìa, nhà bé A. Đây, bé A. Bé A kìa, đó, mày bé A. Xin tiền đi ăn sáng hay gì? Xin tiền ăn sáng hả con? Kêu ba cho cái tờ ở ngoài á. Đây chị có bán cái này cái khô sạch vàng chị ha. Đây, đây chị bán khô rồi cô chú anh chị. Đây có bà con cô bán cầu cô chú anh chị. Ăn ngon lắm cô, đây chứ ngon lâu lâu giờ nhớ lại mình ăn nó ngon lắm. Bắp này bắp nhà của cô luôn hả cô? Dạ chứ. Dạ, bên đây chị có số nè. Không có anh quay lên mà anh biết chỗ nào mà anh gửi em đi được, anh đâu quay em, còn anh gửi không được anh đừng quay. Gửi qua Mỹ luôn. Chú, chào con. Thôi, chưa chúc đi con. Không, mà đi có làm cho khí thế là đâu có nghe nè. Ủa, dưa hấu chị ngon quá trời ngon. Chúc ăn dưa hấu đi con luôn à. Con bán dưa hấu hả? Dạ, mẹ con á. Giới thiệu luôn. Trời ơi, mới lớn biết bây giờ sản phẩm của mình này nè.
sao à, con có mình gọt sẵn mình bán luôn hả chị? Cô chú anh chị có xem kênh của mẹ thì mình ảnh được khẩu thấy một cơm thì đi đâu mẹ chạy cũng hay là nhớ cái gì đâu quay mâm luôn mà chứ quay mâm thứ sáu chiều nay tao lên tao coi tao quýnh số đề không chết luôn đây số này có số của chị bán luôn chú quay hai mẹ con nhớ quýnh lộn rồi em chào chị nha, cảm ơn chị nhiều. Dạ kênh của anh ta anh bán hả chị hả? Này kênh gì đây? Dạ của em là Nghĩa Phước Vlog ạ. Thôi em chào chị đi nha, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Cô bên đây có một mẹ. Cô lấy hộp này là gì cô? Trong đây cô có cái chảo này mình xào bún hả cô hả? Bún xào. Cô xào tại chỗ luôn, ăn nóng luôn. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, chào cô con đi. Bên đây có 8.000 kg 2 kg 15. Bởi sao 8.000 ký 2 ký phải 16 chứ. Mạng 8.000 ký 2 ký 15. Mạng 8.000 ký 2 ký 15. Cái sông. Cái sông này lạ lạ. Ủa sao hôm nay kêu bằng sao gì chị? Bắp anh. Bắp hả? Ờ chưa bắp. Bắp hậu, nấu đen. Ờ. Cái này là giờ chưa từng ăn luôn. Dạ ngon lắm. Dạ. Chị bán một thằng bao nhiêu? 5.000. Rồi bán em thành em ăn em ăn tay mình mới có. Dạ yeah. Ăn cho biết bắp An Giang. Dạ yeah, đúng rồi. Ở miền Tây mình mới có. Ở thành phố nó khác cái luôn cái cái loại của mình. Dạ yeah. Ngon lắm. Rồi đây bắp và bắp này yeah, của chị. Cái này mình cũng hầm giống như bắp chưa chị? Dạ yeah, đúng rồi. Ngon. Chào chị đi nha. Chúc chị mua mai bán đắt. Dạ yeah. Đây là phía trước về Nghĩa sẽ tiến ra phía trước phía bên kia hồi sáng Nghĩa sẽ gửi xe bên kia của chú anh chị Nghĩa sẽ đi ra phía bên đó. Đây là cái chợ nãy giờ cũng review còn cảnh chợ rau quả cũng như là chợ hải sản của chú anh chị và cho quý vị giờ lại Nghĩa sẽ đi qua phía bên đây thì con đường phía bên đây thì bà con đồ mát không ạ? À?
chào con đi, cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Chị đợi nước lá kìa. Chị đợi nước lá. Đây chị bán trứng này là của anh chị rồi. Giữa. Là trứng rửa. Ở theo chỗ em hồi xưa hoặc trứng giữa, trứng giữa với trứng rửa nó có khác nhau không chị? Thứ là họ ở đây chưa ở đây chưa họ không chịu đó tại ở chỗ em kêu trứng giữa, trứng giữa em tưởng là nó rồi trứng giữa này là trứng nó không có chóc. Dạ không có chóc. Dạ chào chị đi nha, cảm ơn nhiều. Của em là Nghĩa Phước Quê Lóc à. Dạ em đây cô bán bánh này, cô chú anh chị bánh luôn. Cái này trái đậu nành ha chị. Hôm em đi chợ kia cũng gặp cái cô kia bán trái đậu nành. Rồi cái này mình luộc rồi ha. Luộc rồi. Mày để trong ngoài bắp luộc chín quá, bởi vì thấy nó bị. Cái này của mình trồng nhà mình nhỏ làm bán hả chị? Dạ. Rồi chị muốn bắp. Chợ chủ nhật bữa nay chị bán được nhiều không? Dạ. Thôi dạ thôi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Có một bé đang ngồi bán dưa leo bán trứng nè. Dạ, đây là cuối con đường chợ. Cuối con đường chợ đi cô chú anh chị. Kênh YouTube thôi chị. Quay quảng cáo chợ ngày nào cũng đi quay chợ hết. Dạ. Yeah. Chị bán ở đây ha. Bữa nay bán được nhiều không chị? Bán được hết. Bán mới nó được có 30 ngàn. Dạ. Dạ. Bữa nay em đi chợ này ai cũng ngang hết. Thường là mấy cái chợ kia em đi thì người ta nói chủ nhật bán được nhiều lắm. Dạ. Bán mốt rồi chú anh chị, bán mốt, bán bí, bí đao, trứng, bán chuối, dưa leo. Cái gốc này cũng ngon ngon, cái gốc này ngay ngã tư rồi. Ở bên kia có một cái quầy bán đồ rẫy. Đồ rẫy của chú anh chị. Thì đó là một cái dòng thì hồi nãy nghĩa chúng ta đang đến mất một cây của chú anh chị. Bảo lại ở đây thì đây của chú anh chị các bạn đã làm chợ thuộc thị trấn Mỹ Luông của huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Ở đây thì bà con mình bán rất nhiều đồ rẫy, trái cây, cá, những loại chợ khác nữa. Đặc thù những loại chợ mình sẽ có một cái gì đó gọi là nó cực và chị. Đây là chị chủ quán hồi sáng mình uống cà phê ở đây. Cái này kinh gì anh? Của em là Nghĩa Phước Quê Lóc anh. Nghĩa Phước Quê Lóc.
Dạ dạ đúng ạ. Mấy chị uống cà phê sáng. Chào em. Dạ, em chào chị. Chào YouTube luôn. Chào chú. Rồi với anh nói chị vô quá trời luôn. Nói chị đi mua gì chưa? Chưa. Dạ. Mới được em không ơi. Mới được em không ơi. Rồi dạ thôi em cảm ơn mấy chị nhiều nha. Em chào mấy chị. Dạ. Tại vì nãy giờ chưa có mấy người còn kia ra. Còn lắm, còn vui nữa ha. Trời ơi kìa bà ba góc hồng quá đi lại vậy. Kìa 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 quay bả. Trời ơi. Vừa nói bóng đá luôn em. Dạ cô bác ơi. Dạ. Dạ thôi đây là nha. Vừa rồi là những hình ảnh về chợ Mỹ luôn thưa cô chú anh chị các bạn. Ngôi chợ thuộc huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Một ngôi chợ thuộc huyện Chợ Mới tỉnh An Giang cho chú anh chị các bạn. Còn video của Nghĩa này xin được các bạn xin gửi lời chào tạm biệt cô chú anh chị các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Nghĩa thời điểm này.